Rồi, hello, hai thằng chào tất cả các cô chú anh chị nha. Đặc biệt là những cô chú anh chị ở nông thôn nha. À, mình làm chuyên về ngày nông nha. Nói chung là chăn nuôi và trồng trọt. Bên cạnh đó thì có một số anh em làm công nhân ở trên thành phố thì cũng có đặt vấn đề với mình về cái con gà giống nha. Thì mình cũng chia sẻ thật lòng luôn nha, là số lượng gà giống của mình cũng không có còn nhiều. Là cái thứ nhất, hơn nữa những anh em mà trên phố tính rồi bỏ công ty không làm nữa nha tại vì có một số anh em nói với mình là làm mười mấy năm rồi mà cuối cùng cũng không có dư giả gì nên là quyết định về quê nhưng mà về quê không phải là cái mô hình chăn nuôi gà không nha anh em tại vì hải có một số mô hình mà có thể phù hợp với anh em mình nha. thì hãy đưa lên đây luôn à, anh em nào thấy mà thích hợp ha thấy có điều kiện gần gần giống như hải thì mình về quê mình làm à, điển hình nhất là mình chăn nuôi cá nha anh em thì à, vô vấn đề chính luôn nha thì cái ao này là cái ao mình mới thu hoạch cá xong rồi nè lúc trước mình nuôi cá mè dinh nó vàng bán tự nhiên nha nhưng mình thấy cái cái quá trình là mình bắt lẻ tẻ hoài thì mất công quá cho nên mình vét hầm mình bán hết luôn nha rồi mình nuôi một đối tượng khác thì anh em mình thấy à, hạ vét ao và diệt tạp rồi nè thì bây giờ là cái ao này của mình là dưới này chưa có cá nha anh em Đó. thì anh em mình xem cái mô hình nào thấy thích hợp với mình thì mình áp dụng theo nha Đó. thì cái này hãy chia sẻ cho những anh em mình mới về quê lập nghiệp thôi thì anh em mình cũng biết nha khi bắt tay vào nuôi bất kỳ một con vật nuôi nào nha thì trước tiên là con giống sau đó là vấn đề thức ăn nhưng mà thức ăn là nó chiếm cái phần lớn nha nói chung là cái phần lớn kinh phí mình đầu tư vô còn cái con giống kiếm cũng không có lớn lắm rồi bên cạnh đó thì một số là dịch bệnh này nọ có thể nó phát sinh thêm trong cái quá trình anh em mình chăn nuôi nha thì một số anh em ở miền tây mình nha đặc biệt là cái dùng mình là dùng sông nước mà cho nên thế nào nhà của anh em mình cũng có ao có giường nha Không có ao giường thì à, không có lớn thì cũng nhỏ nhỏ nha Cho nên mình à, về quê ha Mình chuẩn bị làm kinh tế gia đình Thì mình vét ao đi Đó mình vét ao mình diệt tạp Rồi trước khi vét ao diệt tạp thì anh em mình nên thả bèo giống như hải vậy nha đó. cái bèo này à, mình vớt vớt lên cho anh em mình xem thử nha nó rất là tốt luôn đó thì cái bèo này mình chỉ mới thả xuống khoảng hai ba ngày thôi anh em chứ số lượng cũng ít thôi nha nhưng mà bèo nó phát triển cực kỳ nhanh nói chung một ngày một đêm là mình thấy nó phát triển gần như gấp đôi luôn nghe anh em cực kỳ nhanh đó thì đây là cái nguồn thức ăn mà mình tự có tự kiếm được nha anh em có thể nói là nó không đồng tại vì anh em mình mới về quê lập nghiệp thì đâu đó cũng có thể là mình thiếu kinh phí cho nên mình chuẩn bị sẵn đi mình vét ao thì làm cũng giống như hải hải cũng không có kinh phí nhiều nha thì mình làm cái mô hình này là mình thả bèo mình nuôi trước sau đó mình nuôi cái đối tượng gì mà nó ăn được bèo này Mà mình hạn chế rất là ít Vấn đề là sử dụng thức ăn viên công nghiệp Từ đó mình mới có lời được nha đó. Thì hãy sẽ làm cái mô hình này để nuôi cá hường nha anh em Thì anh em cũng biết ấy, cái con cá hường chủ yếu là nó ăn gông ghiêu ha Gông tảo trong ao à, Bèo cám này nọ nha Thì nó lớn rất là nhanh Mà cái bèo cám này ấy, là cái độ đạm nó rất là cao thì cái mô hình này thì mình nghĩ rằng là sẽ mang lại cái lợi nhuận kinh tế cực kỳ cao nha. Cái ao của mình đâu đó khoảng 3.000 mét vuông. Thì mình đã thả bèo vô đây khoảng 200 kg. 200 kg mà bữa nay thì mình thấy đâu đó nếu vớt lên đâu đó chắc không khoảng một tấn bèo đó nè. Đó, thì cái lượng bèo nó ra cực kỳ nhanh nha thì bên cạnh đó mình sẽ tận dụng cái con cá mình chỉ cần thả giống thôi nha thả giống cái con cá hường thì cái giá trị thị trường bây giờ á, là đâu đó nó lái vô bắt nha hiện tại giờ nó 30 000 31 ngàn 32 ngàn đâu đó dao động cơ đó. đó, thì à, mình mà nuôi một năm thôi nha chỉ cần một năm thôi 12 tháng 11 tháng gì đó là có thể thu hoạch được rồi mà trước tiên muốn có cái nguồn thức ăn chủ động và tự nhiên và không đồng nha thì anh em mình nên là nuôi bèo giống như hải trước gì rồi sau đó mình sẽ thả vô thả cá giống cá vô đó thả giống cá vô đây á thì lúc đầu mình có thể là cho ăn một số thức ăn à, viên công nghiệp tại vì người ta chăn nuôi người ta ương ép con giống á ta cũng cho ăn bằng thức ăn viên công nghiệp thì sợ mới về nó không quen nha thì mình cho ăn một ít Ở bên cạnh đó anh em mình cũng thấy không là cái diện tích mà mặt ao mà trống trống đó đó cái đó là mình thể mình để cho cá nó lên nó thở nha anh em tại vì có thời điểm này nè ngày mai bắt đầu mình thả giống được rồi nè nếu anh em mình thả bèo mà nó đặt kẹo hết trơn nha thì con cá nó không có đường lên nó thở cho dù nó ăn nhưng mà nó cũng không, không phát triển tốt lắm cho nên mình phải chừa một mớ vậy đó khi cái con cá mình tận dụng cái bèo này nó ăn rồi cái số lượng bèo nó sinh sôi nảy nở ra duy trì làm sao phải có cái mật độ cái mặt ao á cái mặt nước ao nó phải còn trống một phần để cho cá lên tắm nắng và nó hấp thụ oxy và nó thở nha anh em nó quan trọng là chỗ này thì cái thời điểm này nè cái ao của mình là ngày mai là mình thả giống rất là ok rồi thì tới đây một cái phần thức ăn nữa mà anh em mình cần phải tạo nè thì đây hãy có cầm một mớ hàng tre ở ngoài nha gác cây đàng hoàng để sau mình mình giục cái nhánh cây xuống á mình tạo cái nguồn nước cho nó thúi thúi cái là bèo nó phát triển nha anh em mình cũng để ý rồi những cái chỗ nào có cái lá cây một đồ ha, nước tù động là bèo nó phát triển cực kỳ tốt thì mình cũng làm ná ná cái môi trường giống như vậy là cái thứ nhất còn cái thứ hai là cây lá nó mục ra một cửa ra là một nguồn thuốc ăn tự nhiên cho những cái con à, cá hường của mình tại thật sự cái con cá hường này nó ăn mùng bã hữu cơ phù du phiêu sinh vật với ba cái gông tảo này kia thôi nha mà trong ao mình nó có cái nguồn thức ăn này nó rất là dồi dào rất là phong phú thì mình nuôi con cá rất là đạt rồi thì mình mời anh em qua đây tham khảo thêm nha không phải là mình cho ăn gông bèo không đâu anh em nói chung con vật nuôi gì cũng vậy nha cho ăn thì nó mới lớn chứ anh em mình là chỉ chú yếu cho ăn gông tảo không thì thua rồi đây là những cái phi của mình ngày xưa mình chứa lúa nè chứa lúa để mình ủ cho gà nó ăn nó nhưng bây giờ mình sẽ không sử dụng cái những cái phi này để chứa nữa để chứa lúa nữa mà mình ở sang mình ủ uh, cá nha anh em tại vì mình vét ao được rồi còn một số cá tạp là mình không có bán được những cái con cá nhỏ nhỏ đó thì mình đưa lên phi mình ủ hết mình ủ như ủ mắm vậy đó xong đó đâu mình chế cái men vi sinh vô vi sinh em vô nó đây là cái thùng uh, cái thùng uh, vi sinh em của, uh, của mình nè à. nó cấp 2 nè đó thì mình pha vô rồi mình chế lên là nó không có mùi hôi nha anh em đó thì sau này mình sử dụng cái nguồn nước mà dặn mà cái nguồn cá mình ủ mắm đó nè đó thì mình chỉ cần múc ra khoảng đâu đó khoảng một cống này mà là một lít rồi một lít cái dạng là nước cốt cá ủ này nè đó mình đổ vô một cái phi bự nha một cái phi bự để chút qua đây mình sẽ quay cái phi cho anh em xem mình để vô cái phi và mình làm cái nguồn thức ăn cho cá rất là tốt luôn thì ở đây mình cũng chuẩn bị sẵn nha đây là một cái phi 120 lít rồi đó cái phi này mình có đầy nắp đàng hoàng nha thì có phép cái dồi luôn nói chung là mình có đâm cái ống đi ra để mình đưa ra ngoài ao là mình cho ra. sau này mình cho cá ăn nha là cái ao này thì mình cho ăn nhiều nguồn thức ăn tận dụng anh em đây là cái quanh mình hiện tại đang khóa đó, thì cái ống nước nó sẽ dài đâm ra tuốt ở ngoài đó đây là cái nguồn thức ăn tại con 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 cá của mình nó sẽ không ăn thức ăn mà dạng mà viên công nghiệp mà mình cho ăn cái kiểu này thì mình ta tận dụng được nhiều nguồn ăn đó thì từ cái phi này nè nó mình sẽ đâm xuống đây rồi mình chỉ cần một lít thôi một lít nước cốt cái dạng mà cá mình ủ đó với đổ vô đó đâu đó là khoảng một chục kg cám rồi mình chăm nước thường thôi bình thường thôi mình bơm nước bình thường vô đầy cái phi quậy đều lên mình đậy để lại trong vòng 2 ngày hai ngày là mình xả xuống một quận hai ngày là mình xả xuống một quận dưới này nha Đã tạo cái môi trường mà, nói chung là cho cái uh, dinh dưỡng cho cái nước ao của mình mà con cá nó ăn nó ngớp vô thì nó rất là mau lớn nha anh em đó. thì bên cạnh đó cặp cặp mấy ao mình cũng thấy nha đây là những con ốc bu vàng mình tận dụng luôn anh em tại con ốc bu vàng nó tận nó ăn ba cái bèo cũng rất là tốt à, con ốc bu vàng nó ăn được bèo này thì nó phát triển cực kỳ nhanh nha thì cái nguồn ốc bu vàng ở đây luôn nè mình cũng tận dụng để mình nuôi với một một số loại cá nha nhưng đặc biệt trong đó là mình nói với anh em là nuôi cá chê với cái nuôi lương là hợp lý tại sao nuôi cá chê nuôi lương hợp lý tại vì á cái ốc này nè anh em đừng bao giờ bắt lên mà lễ lễ cái kiểu đó mình không có thời gian đâu lễ mình để vô cái thùng bê á ha rồi mình ngâm nước dạng là mình đừng cho nó lú đầu lên nó thở mình lấy cái gỗ mình nhận xuống mình lấy cục gạch trên lên cho nó ngọt nước đi nó ngọt nước trong vòng một ngày ra là những ốc nó chết hết rồi đó thì thì mình đổ xuống cho cái ao cá chê của mình thì chút mình quay cái ao cá chê cho anh em xem nha cái ao cá chê mình cũng mới nuôi thôi mình đổ xuống là tự động là con cá chê nó ăn nó dạng nó hình thức là nó nút thôi cho nên là anh em mình không cần phải lễ nha chỉ cần đổ vô là nó nút hoặc là anh em nào có dèo lương nó nuôi lương đó, thì cũng hợp lý luôn nha tại vì mình thấy cái tập tính của con lương nó ăn được con ốc bu vàng anh em tại vì nó 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 gấp con ốc bu vàng vô cái hang của đó nó dặn nó dìm nó để đó để con ốc bu vàng nó chết nha nó không có lên được con ốc bu vàng không thở được thì dìm xuống ốc, ốc bu vàng chết đầu con ốc bu vàng nó lòi thịt ra là con con lương nó rút thì mình cái này nè mình, mình cũng học theo cái tập tính đó thì mình cũng có thể tận dụng con ốc bu vàng vòng vòng một cặp mấy ao đó tại con ốc bu vàng nó rẻ tiền quá không ai buôn bán gì nhiều nha cho nên mình tận dụng nó mình nuôi cái con lương nếu anh em về làm mô hình nuôi lương thì tận dụng cái mô hình kiểu này mình về mình lấy mình lấy ốc bụ vàng mình cho lương ăn cũng tốt bên cạnh đó mình dặm thêm một số thức ăn công nghiệp đầu này nọ là là đạt rồi còn đây nè cái chỗ này là chỗ mình nuôi cá chê này nha anh em cái chỗ này thì nước nó hơi đục chút xíu lúc trước thì mình làm cái mô hình nữa hết nha nhưng mình làm xong rồi mình bỏ cái mô hình đó mình chuyển qua mô hình khác cái này ra cái diện tích nhỏ thôi nhưng mà mình nuôi cá trong này cũng khá nhiều trên nước nó đục nha đó. thì mình cũng đang tận dụng những cái con ốc bu vàng để mà mình để cho cái thùng bê xong rồi cho nó một ngày đúng một ngày là nó mới ngọt nha nó ngọt mình làm đổ ra là tự động con con cá chê nó lại nó nút ra nó ăn không còn cái gì chân chỉ còn cái vỏ không thôi anh em nó ăn rất là hay luôn nha chứ anh em mình là kiểu giống như ngày xưa cha chú mình á, bắt ốc bu vàng gì nuôi cá chê đầu ngồi lễ cho lễ biết chừng nào rồi nói cái tiền công ngồi lễ đó không là cũng à... À, dư cái tiền mình đi uh, mình đi mua thức ăn rồi nha tại công cán của mình mình bỏ vô mình ngồi mình lấy banh tay hết mà cái hình thức này mình nuôi rất là hiệu quả luôn rồi bây giờ mình quay lại cái vấn đề của mình nha cái dự kiến trong tương lai nha thì đâu đó mình nghĩ rằng mình nuôi trong khoảng 10 tháng 11 tháng thì mình sẽ thu hoạch cái cá hường một lần đó. thì à, nếu mình nuôi đạt theo cái dự tính của mình thì đâu đó khoảng 3 con vô một ký thì tại vì có một số anh em đã nuôi rồi mình cũng học hỏi từ một số anh em nha họ nuôi bể bạc này kia thì nó không đạt nha cái, cái trọng lượng con cá nó không tốt nó không có đạt như ý muốn nhưng mà mình nuôi rau đất và cái lượng bèo mình đã thủ sẵn như gì rồi nha và mình có men vi sinh ơ, em rồi cây cái lá nữa mà cây lá của mình ở đây chủ yếu là cây mít nè à, lá dừa nè À, nói chung là mình sẽ tủ vô những cái gốc như nãy mình giới thiệu cho anh em đó Đó là cái nguồn thức ăn rất là tuyệt vời nha Bên cạnh đó mình có trồng thêm một mớ bông súng ở giữa ao Là tạo cái giá thể cho gông ghiêu nó đóng lên nha anh em Đó là nguồn thức ăn mà nói thật, thật sự mình nói một câu là nó không đồng đó Là tại vì những gông ghiêu nó sẽ đóng đây Ở dưới nước mà gông ghiêu nó sẽ đóng lên những cái cây đó Cái cây đó là những cái giá thể Thì mình nuôi cái kiểu này là bao với anh em luôn nha Là lời chứ không đường nào lỗ nha tuy rằng không có giàu có gì nhưng mà bảo đảm với anh em về quê sống có thể là đủ ăn hoặc là dư chút đỉnh nếu anh em mình biết tiết kiệm ở bên cạnh đó thì mình sẽ trên trên bờ mình sẽ chăn nuôi một số gà nghe gà đi thi đi gà đi thi này nọ đó thì gà nó có giá trị hơn chứ anh em mình đi bằng bằng trên phố thì mình cũng tâm sự với nhiều người nhiều anh em rồi nói bằng hoài làm thì có tiền cuối tháng có tiền ở đầu ở đầu ở đầu tháng là nó hết đó <laughs> nửa 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 tháng là nó là không còn đồng nào luôn À, cho nên là làm hoài thì làm như cái máy và cuối cùng thì cũng không còn dư cho nên một số anh em có tâm sự mình là muốn về quê thì mình thấy được cái cái niềm khao khát của anh em vậy và mình cũng có một số mô hình về làm ăn ha thì mình cũng từ bằng công nhân ra thôi mình cũng bằng công nhân cũng mười mấy năm nha anh em và thật sự là mình cũng hơi tiết kiệm chút xíu cho nên là có dư được chút xíu mình 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 có được miếng ao miếng đất thì mình có hiện tại giờ mình cũng đã tạm ổn nha và những cái mô hình kinh tế của mình mình làm mình thấy hiệu quả mình muốn chia sẻ tới tất cả các anh em mình ha ai mà muốn về quê chăn nuôi thì xem xem cái mô hình của mình ai mà phù hợp ha phù hợp chắc ăn thì mình về còn những ai mà chưa có đất đai này nọ thì thôi bây giờ mình gắn kiếm cái công ty nào mình về mình mình làm thời gian nữa đi rồi mình hãy về sau nha rồi tới đây thì cái nội dung video hãy kết thúc nha à, chúc anh em mình có những cái ý định mà hoặc là những cái hay dự kiến gì đó cho tương lai nha thật sự là đạt hiệu quả nha và làm kinh tế gia đình thật sự là tốt rồi thì tập sau mình sẽ thả cá nha anh em rồi mình sẽ quay thường thường cho anh em xem để coi cái mô hình này làm ăn như thế nào và cá phát triển như thế nào nha rồi tạm biệt anh em